Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop World và mình là Pat. Hôm trước thì mình đã gửi tới các bạn một cái video về cái chiếc MSI Cyborg 15, một trong những cái chiếc laptop gaming chạy card đồ họa RTX 4050, hàng chính hãng và gọn nhẹ nhá, rẻ nhất ở trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Mình sẽ để lại link video đó đâu đấy ở trên này nhá. Và ngày hôm nay thì mình xin phép gửi tới các bạn một cái video nữa. Tuy nhiên thì ngày hôm nay sẽ là cái chiếc Asus TUF Gaming A15. Phiên bản mình đã có ở đây thì sẽ có cấu hình là Ryzen 7735HS, đi kèm với đó là card đồ họa RTX 4060. Và với cái mức giá là khoảng tầm hơn 28 triệu đồng thì đây cũng chính là một trong những chiếc laptop gaming chạy card đồ họa RTX 4060 hàng chính hãng nhá, rẻ nhất ở trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra nữa thì đây cũng là một cái mẫu laptop gaming và tương tự như cái chiếc Cyborg 15 kia, nó cũng đáp ứng được cho chúng ta những cái yếu tố liên quan đến gọn nhẹ. Khi mà về cân nặng, hãng công bố con này chỉ nặng có 2,2 kg mà thôi. Vậy thì là cái chiếc TUF Gaming A15 này có phải là một lựa chọn xứng đáng để chọn mua sau cái dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với cả cái phần ngoại hình trước nhá. Thì như vừa nãy mình đã nói rồi, đây là một trong những cái chiếc laptop gaming mà theo cái trường phái là gọn nhẹ ở trên thị trường bây giờ, với cái cân nặng mà hãng công bố là 2,2 kg nhá. Tuy nhiên thì khi mà mình cân thực tế, cái chiếc máy này nó chỉ có 2,1 kg thôi các bạn ạ. Quá là nhẹ đúng không nào? Và mặc dù là có một cái trọng lượng nó nhẹ như vậy, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có được cái mức độ cứng cáp tổng thể về cái chất lượng build quality trên chiếc máy này là nó vẫn được đảm bảo. Khi mà cái chiếc máy này nó vẫn sẽ đạt cho chúng ta cái chuẩn độ bền quân đội là MIL-STD-810H. Chúng ta sẽ có cái phần khu vực mặt A ở đây thì nó sẽ được làm từ kim loại, còn cái phần khu vực mặt B và mặt C thì nó chỉ làm từ nhựa mà thôi. Tuy nhiên thì về cái mức độ cứng cáp tổng thể cũng như cái mức độ đồng đều về cái sự cứng cáp giữa những cái mặt này là mình thấy nó đều làm rất là tốt. Nói chung là cái chiếc máy này nó sẽ không xảy ra cái tình trạng đó chính là mặt A thì nó bị cứng quá, còn mặt B và mặt C thì nó lại bị flex quá. Cái mức độ cứng cáp tổng thể trên chiếc máy này là làm rất là đồng đều các bạn nhá. Một cái điểm đáng khen nữa mà cái chiếc máy này nó cũng đã giữ lại khi mà chúng ta sẽ có rất là đầy đủ những cái cổng kết nối ở đây. Chúng ta sẽ có lần lượt đó chính là cổng nguồn này, cổng mạng LAN, một cổng HDMI full size, hai cổng USB-C, đi kèm vào đó thêm một cái cổng USB-A nữa và một cái jack tai nghe 3.5mm ở cái phần cạnh phía bên trái. Sang đến cái bên phải thì chúng ta sẽ có thêm một khe khóa Kensington và thêm một cổng USB Type-A nữa. Nhìn chung thì với cái cách sắp xếp cổng kết nối như này là mình thấy Asus cũng ít nhiều là đã có cái sự tính toán ở đây. Khi mà đa phần những cái cổng kết nối thì nó sẽ đều được dồn sang cạnh phía bên trái. Cạnh bên phải thì chúng ta sẽ không có nhiều cổng kết nối ở đây để có thể là đảm bảo được cái không gian khi mà chúng ta sử dụng chuột là nó thoải mái hơn nhá. Và tất nhiên là nhiều bạn thì sẽ có thể là cảm thấy hơi đáng tiếc một chút, bởi vì là các bạn sẽ thích những cái chiếc laptop gaming mà có cổng kết nối được dồn ra cạnh phía sau hơn đúng không nào. Khi đó thì khi mà chúng ta cắm máy để có thể setup ở trên cái góc làm việc của chúng ta chẳng hạn thì nó sẽ được gọn gàng hơn. Tuy nhiên thì theo mình ấy, cái yếu tố đấy nó sẽ hơi giống như kiểu là một con dao hai lưỡi. Đối với cả những cái chiếc laptop gaming mà dồn hết cổng kết nối ra cạnh sau thì rõ ràng là khi mà chúng ta setup nó sẽ gọn gàng hơn rất nhiều đúng không nào. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta muốn cắm những cái cổng kết nối này thì nó lại hơi bất tiện một chút, bởi vì chúng ta sẽ phải nhoài người lên để xem là cái cổng kết nối mà chúng ta cần sử dụng nó ở cái vị trí nào mới có thể là cắm chính xác được. Còn đối với cả những cổng kết nối mà nó được dồn sang hai cạnh bên như này thì rõ ràng là trong quá trình chúng ta cắm rút thường xuyên ấy thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Đi sâu hơn vào phía bên trong đi thì chúng ta sẽ có đây là một cái bàn phím full size rất là quen thuộc của dòng TUF Gaming rồi đúng nào. Chúng ta sẽ có đây là một cái khu vực bàn phím với cái layout rất là dễ để có thể là làm quen, cũng như là kích thước phím khá là lớn để chúng ta có thể là thoải mái sử dụng. Ngoài ra nữa thì cái cụm phím là WASD ở đây thì nó sẽ được làm trong suốt nổi bật lên để giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng bấm khi mà chơi game nhá. Ngoài ra nữa thì sẽ có thêm một cái chi tiết mà mình cũng đánh giá tương đối là cao khi mà chúng ta sẽ có được những cái phím tăng giảm âm lượng này, phím bật tắt mic hay là cái phím mà kích hoạt nhanh cái ứng dụng là Armory Crate thì nó sẽ được đặt rời ra khỏi cái phần khu vực bàn phím, và từ đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng truy cập với những cái tính năng như thế này hơn. Phần touchpad ở trên cái chiếc TUF Gaming A15 thì cũng sẽ có cái kích thước là tương đối là lớn cùng với cái khả năng tracking là ở mức ổn các bạn nhé. Nhìn chung thì với cái touchpad này theo mình là có thể là đáp ứng tốt với những cái nhu cầu sử dụng cơ bản, ví dụ như là chúng ta lướt web hay là làm những cái công việc liên quan đến văn phòng chẳng hạn. Lên đến với cả cái phần màn hình đi thì chúng ta cũng sẽ có đây là một trong những cái màn hình mà có thể nói là toàn diện nhất mà các bạn có thể kiếm được ở trên những cái chiếc laptop gaming ở trong cái phần khung giá này. Chúng ta sẽ có đây cái kích thước là 15.6 inch, đi kèm với đó là cái tỷ lệ là 16:9, và chúng ta sẽ có được cái độ bao phủ màu đây lên tới là 100% sRGB nhá. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có được cái tần số quét màn hình ở đây, đó chính là 144Hz, đi kèm với đó là công nghệ Nvidia G-Sync để có thể là hạn chế cái tình trạng xé hình khi mà chơi những cái tựa game với cái mức FPS cao. Nhìn chung thì theo mình đây là một cái màn hình mà nó gần như là hoàn hảo cho bất kỳ cái tác vụ nào rồi. Nếu như mà các bạn muốn có một cái màn hình với cái độ bao phủ màu cao để làm những cái công việc liên quan đến màu sắc, ví dụ như là chỉnh sửa ảnh hay là edit video chẳng hạn, thì cái màn hình này nó sẽ có độ bao phủ màu 100% sRGB. Chúng ta muốn có được một cái màn hình với tần số quét cao 144Hz, đi kèm với đó là công nghệ Nvidia G-Sync để có thể là hạn chế tình trạng xé hình, để có thể là chơi game một cách là có được một cái trải nghiệm trọn vẹn nhất, thì cái chiếc máy này nó sẽ có đáp ứng đầy đủ cho chúng ta luôn. Chỉ có một cái điểm mà mình cảm thấy là cái màn hình này nó chưa làm tốt cho lắm thôi, đó chính là về phần độ sáng. Khi mà cái độ sáng tối đa ở trên cái màn hình này thì theo mình thấy là nó chỉ đạt được con số là dưới 300 nits thôi nhá. Và với một cái độ sáng màn hình như này thì cái chiếc TUF Gaming A15 nó sẽ chỉ phù hợp để sử dụng những cái môi trường trong nhà với cái cường độ ánh sáng bình thường mà thôi. Còn nếu như mà các bạn mang ra ngoài trời để sử dụng thì cái màn hình này nó sẽ tương đối tối đấy. Và không chỉ có vậy thì cái phần
phần bàn phím ở trên chiếc Tough Gaming A15 này cũng sẽ có trong ta là LED RGB luôn nhá. Đến với cả cái yếu tố quan trọng nhất đối với cả một cái chiếc laptop gaming đi, đó chính là về hiệu năng thực tế. Mình sẽ nhắc lại một chút về thông số cấu hình. Chúng ta sẽ có ở đây là con CPU AMD Ryzen 7 7735HS 8x16 luôn. Đi kèm với đó là con card đồ họa RTX 4060 với cái mức TDP tối đa luôn, đó chính là 140W. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có sẵn ở đây là 16GB RAM DDR5, đi kèm với đó là 1TB SSD nhá. Với cái option này thì chúng ta sẽ có cái mức giá đâu đấy là khoảng tầm hơn 28 triệu đồng. Còn nếu như mà các bạn muốn có một cái mức giá rẻ hơn cùng với cái combo cấu hình này thì chúng ta có thể xuống được cái mức giá là khoảng tầm 25-26 triệu đồng nhá. Với cái mức giá đấy thì chúng ta sẽ có được là cái chiếc Tough Gaming A15 cùng CPU và cùng GPU như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ có là 8GB RAM cùng với đó là 512GB SSD thôi nhá. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái bài test game nhá. Từ game đầu tiên mình đưa ra test ở đây đó chính là Valorant. Với cái tựa game này thì tất nhiên rồi, mình sẽ mạnh dạn đẩy max setting ở trên cái con game này luôn. Và chúng ta vẫn sẽ có được những cái con số FPS rất là cao đối với cả tựa game này đúng nào. Nhìn chung thì với cái con số FPS nó đều trong khoảng tầm là trên dưới 400 FPS thì chơi cái tựa game này nói chung là không có cái gì để có thể chơi được rồi đúng nào các bạn. Nhất là khi mà chúng ta còn được hỗ trợ bởi cái tần số quét màn hình 144Hz đi kèm với đó là công nghệ Nvidia G-Sync nữa. Thì nhìn chung là cái trải nghiệm combat với cái tựa game Valorant ở trên cái chiếc máy này phải nói là quá đã luôn anh em ạ. Tất nhiên là nếu như mà chúng ta nhìn xa những cái con số nhiệt độ thì có thể là các bạn sẽ cảm thấy là cái mức nhiệt độ này nó hơi cao một chút. Bởi vì đây rõ ràng là một cái chiếc laptop gaming với trọng lượng chỉ 2,1kg đúng nào. Nhìn chung thì cái dòng Tough Gaming là nó đã có cái sự cải thiện về khả năng tản nhiệt so với cả những cái thế hệ trước rồi. Tuy nhiên thì rõ ràng là với cái kích thước gọn cũng như là cái trọng lượng chỉ 2,1kg thì nó vẫn là một cái giới hạn vật lý mà khó có thể là vượt qua được. Và với cái mức nhiệt độ là khoảng tầm trên dưới 80 độ C khi mà chơi cái tựa game là Valorant này thì theo mình là nó vẫn hoàn toàn là hợp lý nhá. Chuyển sang với cả những cái tựa game AAA đi, thì đầu tiên là mình sẽ test với cả tựa game đó chính là Shadow of the Tomb Raider. Với cái tựa game này thì ban đầu là mình sẽ để cái setting đồ họa là 2GB, tức là cái mức cao nhất, và mình sẽ chưa bật Ray Tracing mode và chúng ta sẽ cùng xem là cái hiệu năng thực tế là nó như nào. Bắt đầu khi mà test cái tựa game Shadow of the Tomb Raider này với những cái setting đồ họa như vậy, đi kèm với đó là cái chế độ hiệu năng trong Armory Crate là mình để Turbo và chúng ta sẽ kích hoạt luôn cái tính năng ở đây đó chính là Ultimate ở cái chế độ GPU lên nhá. Thì mình sẽ có được những cái con số FPS là tương đối là cao đây với cái mức trung bình đạt được là khoảng tầm 140. Tuy nhiên thì các bạn có thể để ý thấy được đó chính là với cái mức nhiệt độ thì nó sẽ khá là cao đúng không nào? Khi mà con CPU nó có thể chạm được cái mức nhiệt độ là đâu đấy khoảng tầm trên 90 độ C cơ. Rõ ràng thì đây là một cái mức nhiệt độ mà nó không được ổn cho lắm, đặc biệt là nếu như mà bạn nào muốn mua cái chiếc máy này về để chơi những cái tựa game AAA trong thời gian dài. Tất nhiên thì mình cũng đã nhanh chóng nhận ra được cái vấn đề đó chính là ngay cả khi mà chơi cái tựa game Shadow of the Tomb Raider này với cái setting đồ họa cao cũng như là cái nhiệt độ khi mà chơi nó cao như vậy thì cái quạt tản nhiệt của nó mình cảm thấy là nó vẫn chưa chạy tối đa các bạn ạ. Sau đó thì mình có mở cái ứng dụng Armory Crate lên, chuyển sang cái chế độ đó chia manual cũng như chỉnh mắc quạt cả CPU cũng như là GPU ở trên cái chiếc máy này lên thì chúng ta sẽ có được cái mức nhiệt độ là nó giảm xuống khoảng tầm từ 3 cho đến 5 độ C so với cả lúc trước đấy các bạn nhá. Và khi mà mình gây thêm một cái kickstand nữa thì chúng ta tiếp tục có thêm cái mức nhiệt độ là nó giảm cũng tương tự là khoảng tầm từ 3 cho đến là 5 độ C nữa. Tức là nếu như mà các bạn làm thêm những cái bước bao gồm là chỉnh mắc quạt ở trong cái ứng dụng Armory Crate này, đi kèm với đó là kê cho nó thêm một cái kickstand thì chúng ta sẽ có được cái mức nhiệt độ là giảm thêm được lên tới là 10 độ C nữa cơ. Như vậy là các bạn có thể thấy được là kết quả nó đã tích cực hơn rồi đúng không? Và khi mà mua những cái chiếc laptop gaming gọn nhẹ như là cái chiếc Tough Gaming A15 với trọng lượng chỉ 2,1kg này thì mình nghĩ là các bạn nên cho nó thêm một số những cái sự hỗ trợ để có thể là có được một cái hiệu suất tản nhiệt tốt hơn nhá. Và sau cái tựa game Shadow of the Tomb Raider này thì mình sẽ để cái chế độ hiệu năng ở đây đó chính là manual. Đi kèm với đó là quạt thì sẽ chỉnh tối đa luôn để test với cả những cái tựa game còn lại xem là nó như nào nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả cái tựa game Forza Horizon 5 đi. Với cái tựa game này thì mình cũng sẽ để cái setting đồ họa đó chính là Extreme, tức là cái mức cao nhất luôn nhá. Và chúng ta cũng sẽ có được những cái con số FPS khá là cao ở đây khi mà nó thể duy trì đều đặn trong khoảng tầm là từ 90 cho đến là khoảng 100 FPS. Mặc dù là có những cái con số FPS nó khá là cao như vậy, tuy nhiên thì đối với cả cái tựa game Forza Horizon 5 này thì trong cái quá trình mà mình chơi về lâu về dài ấy, thì mình nhận ra một điểm đó chính là nếu như mà các bạn sử dụng những cái chiếc laptop gaming mà chỉ có 8GB VRAM mà thôi. Mặc dù là kết quả benchmark cho ra có thể thấy được là cái chiếc máy đã có thể chạy được rất là tốt đúng không? Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà chơi cái tựa game Forza Horizon 5 này khá là lâu rồi thì mình nhận thấy một cái điểm đó chính là nếu như mà các bạn để tối đa cái setting đồ họa nhá, thì nếu như mà các bạn sử dụng những cái chiếc laptop gaming với card đồ họa chỉ có 8GB VRAM đổ về mà thôi thì về lâu về dài là nó sẽ xảy ra cái tình trạng là tràn VRAM. Thế cho nên là nếu như mà các bạn muốn chơi cái tựa game này với cái trải nghiệm tốt nhất ở trên những cái chiếc laptop gaming như là cái chiếc Tough Gaming A15 này thì nên hạ cái setting đồ họa xuống một chút nhá để có thể là tránh cái tình trạng đó chính là tràn VRAM. Chúng ta sẽ cùng đến với cả cái tựa game cuối cùng đi, đó chính là Cyberpunk 2077. Với cái tựa game này thì đầu tiên là mình cũng sẽ để cái setting đồ họa preset đó chính là Ultra nhá. Thì với cái preset đồ họa này chúng ta vẫn sẽ có được những cái con số FPS khá là cao khi mà chơi tựa game này. Nó sẽ có thể đạt được ổn định trong khoảng tầm là từ 70 cho đến khoảng là 100 FPS. Sau đến với cả cái setting đồ họa mà theo mình là nặng nhất ở trên cái tựa game này đi, đó chính là cái setting Ray Tracing Override. Thì với cái setting đồ họa này là FPS nó đã tụt xuống rất nhiều luôn khi mà nó chỉ còn ổn định ở đây là khoảng tầm 30 FPS mà thôi.
Nhìn chung thì đây rõ ràng là một cái tựa game mà nó rất là nặng đúng không nào, và đi kèm với đó là ray tracing ở cái mức tối đa nữa thì nó sẽ là hơi quá tải đối với cả một cái chiếc laptop gaming mà chỉ có cả đồ họa là RTX 4060. Nếu như mà các bạn muốn chơi cái tựa game Cyberpunk 2077 này đi kèm với ray tracing thì mình khuyên các bạn nên để cái preset đó chính là ray tracing medium nhá. Bởi vì là với cái preset này thì chúng ta sẽ có được con số FPS nó khá là ổn định trong khoảng tầm là 60, thì nó sẽ là một cái con số mà chúng ta có thể chơi được một cách là thoải mái hơn đúng không nào. Và với tất cả những các bài test game Cyberpunk 2077 cũng như Forza Horizon 5 vừa rồi đi kèm với cái setting hiệu năng đó chính là manual và bật mắc quạt lên thì chúng ta cũng sẽ có được cái mức nhiệt độ nó ổn định trong khoảng tầm là hơn 80 độ C một chút với những cái tựa game như này. Nếu như mà anh em muốn cho cái chiếc máy này nó có thể làm mát hơn một chút thì hoàn toàn có thể là kê thêm một cái kickstand để có thể là giảm thêm từ 3 cho đến 5 độ như là mình đã làm với cái tựa game Shadow the Tomb Raider nhá. Nhìn chung thì rõ ràng đó không phải là những cái con số nhiệt độ mà nó quá là mát đúng không nào. Tuy nhiên thì khi mà nhìn vào sự thật, đây là một chiếc laptop gaming với cái trọng lượng chỉ 2,1 kg mà thôi, thì rõ ràng đây là một điểm mà chúng ta có thể là hiểu được cũng như là chúng ta sẽ phải chấp nhận đánh đổi khi mà chơi game ở trên những cái chiếc laptop gaming gọn nhẹ như này. Và cái vấn đề về nhiệt độ khi mà chơi game ở trên chiếc máy này theo mình cũng sẽ là cái điểm đánh đổi duy nhất mà các bạn cần phải chấp nhận ở trong cái phân khúc giá này thôi. Bởi vì ngoài ra thì mình thấy cái chiếc máy này đây cũng là một cái chiếc laptop mà nó rất là toàn diện, khi mà chúng ta sẽ có được thứ nhất nhá là cái trọng lượng nó chỉ là 2,1 kg, cũng như là nó khá là gọn nhẹ để mang lại cho chúng ta cái tính di động cao. Thứ hai đó chính là mặc dù gọn nhẹ nhưng mà nó vẫn sẽ có trong ta một cái build quality rất là tốt ở đây. Thứ ba là chúng ta cũng sẽ có được một cái màn hình có thể nói là gần như hoàn hảo khi mà chúng ta có được tần số quét màn hình cao này, có được cái độ bao phủ màu cao đi kèm với đó là Nvidia G-Sync để tránh xé hình nữa. Nó chỉ có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ đó chính là cái độ sáng tối đa nó chưa được cao cho lắm mà thôi. Ngoài ra nữa thì xét về những cái yếu tố phụ trợ ví dụ như là cổng kết nối này hay là về khả năng nâng cấp thì cái chiếc máy này nó sẽ làm được rất là tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể là nâng được 2 khe RAM ở trên chiếc máy này các bạn nhá. Và cuối cùng thì đó chính là về cái thời lượng pin, thì đây cũng sẽ là một cái điểm nổi bật của cái dòng tab gaming A15 so sánh với cả những cái chiếc laptop gaming khác trong tầm giá này luôn. Khi mà chúng ta sẽ có được cái viên pin dung lượng ở đây lên tới là 90 Wh, có thể nói là gần như cao nhất ở trong cái phân khúc giá này mà các bạn có thể kiếm được rồi. Đã thế thì đây lại còn là một cái chiếc laptop gaming hàng chính hãng đi kèm với đó là lên tới 2 năm bảo hành nữa, thì nhìn chung đây là một chiếc laptop gaming nó rất là toàn diện ở trong phân khúc giá rồi đúng nào. Còn các bạn thì sao? Các bạn có lựa chọn cái chiếc laptop gaming A15 này hay không? Thì hãy cùng để lại comment ở phía bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Và nếu như mà cảm thấy video hữu ích có thể để lại cho chúng mình một like, một share và một sub. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.